Trở về, các anh, các chị đã gửi mình vào đất mẹ. Để màu cờ Tổ quốc Việt Nam thêm đỏ, để nương ngô, đồng lúa thêm xanh, để hồng thêm sắc thắm hoa đào, sắc trắng hoa ban trên núi rừng Tây Bắc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.